cầu thể hiện khí phách sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng, cổ vũ động viên toàn đảng toàn dân toàn quân giữ vững bản chất cách mạng, phát huy truyền thống dân tộc anh hùng, tinh thần quyết chiến quyết thắng, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, hăng hái thi đua lao động sản xuất đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần vào phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Nhiệt liệt chào mừng khối cờ đảng, cờ tổ quốc đang tiến vào lễ đài. Những lá cờ tung bay trước gió tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng, bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được khơi nguồn, bồi đắp từ lịch sử, bừng cháy cho hôm nay và tỏa sáng đến mai sau. Đó là cội nguồn, là sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhiệt liệt chào mừng khối quân kỳ do đồng chí Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ huy, dẫn đầu các khối đại diện cho lực lượng Quân đội Nhân dân và dân quân tự vệ đang tiến vào lễ đài. Trên quân kỳ quyết chiến quyết thắng tung bay lấp lánh tấm huân chương cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng, xứng đáng với truyền thống quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ nào cũng đánh thắng, xứng đáng là quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu chiến thắng, Quân đội Nhân dân Việt Nam không ngừng trưởng thành lớn mạnh, cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, nằm cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nữ quân nhạc Việt Nam cùng với những âm thanh hùng tráng ngân vang đang tiến vào lễ đài. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, những âm thanh hào hùng của các chiến sĩ nước nhà đã góp phần cổ vũ, động viên, thúc giục toàn quân ta hăng hái vững bước tiến lên phía trước, chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Ngày nay, những âm thanh hùng tráng đó đang cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đang tiến vào lễ đài là khối chiến sĩ Điện Biên, chiến sĩ anh hùng đồng nung lửa sắt, 56 ngày trên những mép núi mù hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn lông, cán không ngủ, chí không mòn, với các đại đoàn 308 quân viên không, đại đoàn 32 chiến thắng, đại đoàn 36 quân long, đại đoàn 34 vinh quang, đại đoàn công pháo 31 và trung đoàn pháo cả 37.
kỳ vô hạn, anh dũng kiên cường, mưu trí sáng tạo, tiến công kiên quyết, đoàn kết nhân dân, lập công tập thể. Trong những việc kiểm tra của bộ đội công an nhân dân, bộ công an nhân dân tháng 12 năm 1972, bộ đội phòng không không quân cùng quân và dân miền Bắc bắn rơi 81 máy bay Mỹ, trong đó có 34 chiếc B-52, góp phần làm nên chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Tiêu biểu anh hùng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mừng khối nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc, nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực tự cường, nữ dân quân các chúa Thank you.
Chào mừng khối thanh niên xung phong đang tìm bảo
đến những chiến công bánh biệt. Trong âm vang chiến thắng Điện Biên Phủ hôm nay, chúng ta càng nhớ và tri ân sâu sắc những chiến công, sự hy sinh to lớn của lực lượng dân tộc họ Điện trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm nào, để cho đất nước nở hoa đầu năm. Trung tâm của một đại đoàn kết toàn dân tộc, nòng cốt đi theo chủ nghĩa công nghiệp.
người con lính cũ đã ngã xuống, hàng triệu người đã hy sinh một phần máu thịt, dâng hiến tuổi xuân cho tổ quốc, cho dân tộc, cho đất nước Việt Nam có ngày hôm nay. Chiến thắng Điện Biên Phủ là minh chứng sắt đá khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đối với cách mạng nước ta, là biểu tượng của sức mạnh Việt Nam trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, khẳng định chân lý không có gì hơn độc lập tự do, tiếp tục soi sáng con đường chính đáng di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những công hiến hy sinh cho cách mạng Việt Nam của các thế hệ đi trước, là hành trang niềm tự hào, là động lực để mỗi người Việt Nam hôm nay tin tưởng vào mục tiêu con đường mà Đảng, Bác Hồ. Thank you.